Chào các bạn, hôm nay shop Chợ Lớn Sài Gòn bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu xe điện gấp bánh 20 inch đến từ thương hiệu Genbu. Mà đặc biệt cái là đây là phiên bản giới hạn của thương hiệu này luôn nha. Thì phiên bản gấp này thì nó sẽ có nhiều tính năng rất là hay ha. Thì bạn nào mà đã từng đi qua những cái thương hiệu mà Genbu á thì đều biết cái chất lượng của họ rất là tốt ha. Nay họ ra mắt một phiên bản xe bánh to 20 inch mà có thể gấp luôn, một phiên bản giới hạn luôn nha. Thì nó rất là ít hàng luôn. Nay shop mình về được vài chiếc sẽ giới thiệu cho các bạn xem một cái mẫu hoàn toàn mới ha. Thì bây giờ mình sẽ khui thùng cho các bạn xem nha. Đó, các bạn có thể thấy là cái chiếc xe này họ đóng gói rất là to luôn nha. Thì đây là phiên bản đặc biệt, kiểu giống như là nó kỷ niệm một cái gì đó nên họ sẽ ra mắt một cái màu hoàn toàn mới luôn nha. Là kiểu như là chỉ có số lượng ít thôi, không có ra nhiều. Nên bạn nào mà sở hữu cái mẫu này trước á, là sau này là sẽ có cái màu độc quyền để đi nha. Đó, chọn bộ sản phẩm của nó là nó sẽ nằm gọn vào đây hết luôn, chất lượng rất là tốt nha. Thì bây giờ mình sẽ khui cái thùng này ra cho các bạn xem, lấy ra ngoài cho các bạn xem tổng thể luôn nha. Thì họ sử dụng mút rất là nhiều thì nó giúp cho chiếc xe này nó chống chạy. Chắc cái này mình sẽ để ngang xuống đi, mình kéo ra vì nó khá là cao. Nâng ra luôn. Thôi mình nâng ra cho các bạn xem luôn, nó cũng không quá nặng. Ê. Rồi, đây là chọn bộ sản phẩm đây. Khui từ thùng ra luôn nha các bạn, phiên bản màu giới hạn nha. Và bây giờ mình sẽ cắt mọi thứ ra cho các bạn xem chiếc xe này nhé. Thì xe này hãng á, là người ta đã lắp sẵn cho mình luôn cái bánh trước nên bây giờ gỡ ra nó nhanh lắm. Giờ mình sẽ cắt hết mọi cái này trước cho các bạn xem nhé. Cái này cổ lái. Đây, tay lái đây, rất là đẹp nha. Có chuông tay luôn. Mặc dù có còi rồi mà có chuông tay luôn. Cái này các bạn chỉ cần bỏ lên cái là xong nè. Đó, bỏ vô một cái, đưa vô cái là xong thôi, rất là nhanh. Nhưng mà cái này mình sẽ chỉnh lại một chút xíu rồi mình mới nhét vô sau nha. Giờ mình sẽ cắt hết mấy cái này linh tinh ra cho các bạn xem. Yên béo luôn nha. Tại vì xe bánh béo là phải yên béo, ngồi nó mới thích. Đây, giới thiệu cho các bạn một cái adapter sạc theo xe, chính hãng luôn, xài nguồn điện 220. Thì cái chiếc xe này nó đa năng ở chỗ là có thể là sạc trực tiếp trên xe cũng được, hay là các bạn có thể gỡ hẳn cả cục pin ra các bạn sạc cũng được luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái này qua bên, giới thiệu cho các bạn nha. Rồi khui nha. Và đây mình giới thiệu cho các bạn một phiên bản xe đạp trợ lực điện gấp bánh béo 20 inch đến từ thương hiệu Genbu với cái mã tên gọi là Outlook nha. Một phiên bản màu giới hạn, bản kỷ niệm. Nên đây là một cái màu cực kỳ hiếm lên trên thị trường luôn ha. Phiên bản xe gấp nha. Với một cái màu sơn cực kỳ đẹp mắt luôn, phối xanh và trắng ha. Có những cái tem slogan rất là hay ha, như là Full Power nè, Genbu nè, tem giật nổi rất là đẹp mắt. Với một cái màu sơn phiên bản đặc biệt ha, xe gấp chất lượng cực kỳ là tốt luôn, đến từ thương hiệu Genbu ha. Một phiên bản cực kỳ là bắt mắt ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn mà từ đầu tới đuôi xem coi chiếc xe này nó có những cái điểm gì hay nha. Thì đầu tiên cái điểm nổi bật của chiếc xe vẫn là cái cặp lốp siêu to, bánh 20 inch, bề ngang 4 inch, cực to luôn cho các bạn đi mọi cung đường,
đường bằng, đường gồ ghề là vô tư ha. Các sản phẩm này chất lượng cực kỳ là tốt luôn nha, phuộc to, phuộc nhún cực kỳ êm ái luôn, có đèn pha cho các bạn đi ban đêm nè, và có luôn cả phanh dĩa nha, cực kỳ an toàn hơn. Bánh thì là bánh mâm, mâm kim loại, chịu tải trọng cực kỳ lớn. Nè các bạn có thể thấy cái chản ba của nó ha, cực kỳ là to luôn, nhún mọi cung đường, có khóa tắt, lóc lại và mở luôn nha. Khung sườn pin lithium nằm gọn vào trong đây, 48V nha. Chút mình gỡ ra cái cục pin cho các bạn xem sau. Và đặc biệt chiếc xe này là xe gấp nha các bạn. Nó gấp mọi thứ luôn, từ cổ lái cho tới khung sườn. Rồi giới thiệu cho các bạn một cái tay lái nữa ha. Thì tay lái đây là một cái tay lái rất là đa năng, có thể điều chỉnh theo ý của chúng ta luôn. Ví dụ như các bạn sử dụng giống như là gỡ như vậy ra nè, thì theo cái tay của chúng ta, bạn nào mà muốn chúi, muốn cao lên thì điều chỉnh bằng cái chốt này. Bạn nào mà thích ngồi cao hơn, người nào mà cao lớn á, nâng lên. Bạn nào mà thấp, hạ xuống, khóa chốt lại. Đó, cực kỳ đơn giản ha. Còn muốn gấp gọn nữa, sử dụng cái chốt này luôn, ấn lên, đẩy xuống. Đó, gấp xuống luôn, có vài giây thôi là hoàn thành ha. Kiểu giống như gấp lại gọn để bỏ vào trong cốp ô tô đi du lịch, nhà chật gấp lại luôn. Rồi bây giờ sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn ha. Thì đã nói đây là xe gấp thì bidan cũng phải gấp luôn, gấp nhiều hướng luôn ha. Cái chiếc xe này nó có một cái điểm hay nữa là nó hướng tới cho chúng ta là có thể là đi nhiều cung đường hơn, nên sẽ có phuộc giảm sóc siêu to luôn, chịu tải trọng cực kỳ là cao. Thì theo cái nhà sản xuất của chiếc xe này á, mỗi cái chiếc xe này nó có thể chịu tải trọng tới 160kg luôn á, cho các bạn chở đôi, chở đồ gì là hoàn toàn vô tư, thoải mái luôn ha. Nước sơn thì cực kỳ là đẹp, vì đây là màu giới hạn ha, thì nó sẽ rất là ít có được cái màu này nha. Này là sơn tĩnh điện nha các bạn, phối hai màu chữ Outlook ha, dịch ra có nghĩa là tuyệt vời, một mẫu xe mà gọi là mọi thứ trên cách tuyệt vời luôn ha. Đây là cái nghĩa của nó ha. Còn đây là cái gen bu nè, e-bike nè, trợ lực điện nè, sạc trực tiếp trên đây luôn các bạn, có thể sạc trực tiếp trên chiếc xe hoặc gấp lại đem cục pin ra ngoài luôn. Chút nữa mình sẽ test cho các bạn xem. Và dưới đây ha, bánh trên và bánh dưới thì bằng kích thước nhau, vẫn là 20 inch x 4.0, phanh dĩa sau, mà có được cái là một có trái tim của nó nè, rất là to nha. Thì bây giờ mình phải đẩy qua đây cho các bạn xem, để các bạn có thể đoán đây là cái motor bao nhiêu watt không. Motor này sở hữu tới 750W nha, cực kỳ là mạnh luôn, đến từ nhà Genbu ha. Nó không thua gì mấy cái mẫu mà mấy cái xe đạp thể thao khác ha, sở hữu cái motor cực kỳ to. Và ngoài ra còn được trang bị là bộ líp 7 cấp Shimano luôn, cho các bạn còn phải đập cơ nữa ha, rất là nhiều líp ha, không có sợ mà bị nặng nha. Thương hiệu Shimano thì rất là nổi tiếng rồi, thì các bạn yên tâm về cái độ bền của nó nha. Đĩa thì đĩa to 20 inch, cho các bạn đạp thoải mái hơn trên các cung đường. Có luôn cản chống gãy cho cái cùi đề luôn ha. Đó là mọi thứ. Và đặc biệt là có luôn cả ba ga luôn ha. Ba ga chở người luôn, hàng chính hãng luôn. Bạn nào mà khi mà mua, shop tặng cho các bạn luôn, từ chè trắng bùn cho tới ba ga luôn. Có luôn cả đèn stop luôn ha. Đó là cực kỳ là xịn luôn. Rồi bây giờ gấp cho các bạn xem luôn. Vì chiếc xe này nó rất là đa năng. Ví dụ bạn nào mà ở chung cư á, đâu phải lúc nào cũng sạc trực tiếp trên xe, mà còn phải đem cái cục pin lên lầu nữa. Thì đầu tiên mà nếu mà các bạn lắp á, mình quay qua đây đi cho các bạn dễ dòm. Ví dụ như khi mà các bạn lắp á, thì nó sẽ có những cái thao tác như sau. Ứng vào đây, gỡ ra, nhớ gạt trống lên nha. Rồi dùng cái chân đẩy qua, hạ xuống. Còn muốn gọn hơn nữa ha, đẩy xuống luôn. Đó, quá gọn. Cho chúng ta có thể là mang cái mẫu xe này để gọn vào trong cái góc nhà luôn. Rồi gỡ pin cho các bạn giới thiệu luôn. Xe gấp là phải đa năng là phải mở pin ra được luôn, đem đi đâu sạc cũng được hết. Thì đầu tiên mà các bạn mà muốn gỡ được cái này ra,
thì các bạn sẽ sử dụng cái chìa khóa này. Đợt này là nó cập nhật là nó nằm ở đây rồi, dễ tiện lợi hơn. Trước là nhét đây nè, giờ lên đây bỏ chìa khóa vô, mà nhớ vịn lại nha các bạn, dặn cái chốt qua thả xuống, rồi một tay kéo một tay giữ nha, xuống luôn. Đây, mình giới thiệu cho các bạn một mẫu pin lithium đa năng mang ra ngoài sạc bất cứ đâu cũng được hết, với cái thông số là 48V 14Ah. Một quả pin rất là dung lượng cao, 48V đi cực kỳ mạnh mẽ luôn, hàng chuẩn CE luôn nha các bạn. Có luôn cả chì ngắt điện nè, đây các bạn có thể xem cái cháu của nó nè, nó có cái tay sách luôn nè, kiểu giống như mình kéo ra cũng được á, mình đẩy nó ra bằng cái này ra cũng được. Họ đóng gói nhìn rất là chuẩn ha, 48V mà tới 14Ah. Cái quá trình giờ của nó là 672 kWh, rất là xịn nha. Đây mình quay cho các bạn xem cái cháu điện nè, khi mà nhét vô là nó khít hết hoàn toàn nha, gỡ ra ngoài cũng được luôn, rồi nhét vô cũng đơn giản luôn. Các bạn nhớ bỏ vào mà một tay vịn nha, một tay vịn, một tay nhét khóa nha. Ví dụ tay này vịn nè, tay này phải là bỏ vô khóa nè, khóa lại, rồi hoàn thành. Lắp lại cũng tốn vài giây thôi, đầu tiên mình đưa này lên trước, chốt lại, mở ra thì cũng vậy thôi, vài giây. Rồi khi mà các bạn mà đẩy ra thì các bạn cứ đi từ từ ra thôi, giống như bạn nào quen cái thế nào thì sử dụng ha. Rồi ví dụ như giờ mình đẩy lên nè, vì nó còn cứng, vì xe mới mà, bỏ vô nè, đóng như vậy là xong, gỡ ra đó, rất là đơn giản ha, tốn vài giây thôi là cái chiếc xe này nó đã gấp gọn rồi. Thì nó là một cái mẫu xe rất là đa năng nha, có thể gấp gọn được nè, có thể là mang pin ra ngoài được nha, mà đặc biệt pin to nha, 48V mà tới 14A. Motor thì quá mạnh luôn, 750W luôn. Giờ test thử cho các bạn xem chiếc xe này nó đa năng cỡ nào. Bây giờ mình sẽ đẩy này đi cho các bạn dễ xem hơn ha, cho cái màn hình nó dễ xem. Đầu tiên màn hình LCD lít vào đây, đặc trưng của cái thương hiệu mà Genbu mà gấp gọn này nó sử dụng màn hình này không à, nhưng mà vẫn hiển thị rõ nha, bao gồm mà cấp độ số nè, quãng đường đi nè, cấp độ nè, ứng đây 5 cấp số, có hiển thị pin luôn nha. Mỗi cấp độ như vậy thì sẽ tương đương cái vận tốc mà chúng ta mong muốn nha. Bật đèn pha thì ấn dấu cộng luôn, đèn pha led trắng cực kỳ sáng, còi luôn nha, nhỏ nhỏ thôi, còi cực kỳ to nha. 7 cấp lip đến từ Shimano nha, tay vít ga luôn, mà tay lái này là tay lái ngang, thoải mái luôn, bạn mọi dáng người, mọi chiều cao ngồi sử dụng thoải mái. Bây giờ vít thử cho các bạn xem tốc độ của cái motor 750W này nó coi nó mạnh cỡ nào nha. Giờ mình để nghiêng qua nè, bây giờ mình sẽ xoay xuống chút xíu cho các bạn dễ giờ. Rồi giờ vít ga nè, motor cực kỳ mạnh luôn, motor mà của hãng Genbu thì không có gì để chê. Đó, các bạn có thể thấy không, vận tốc của nó lên tới là 46 km/h luôn, quá mạnh. Động cơ siêu êm nha. Đó, các bạn có thể thấy cái motor của nó quay không? Khi mà các bạn mà sử dụng trên đường, các bạn sẽ cực kỳ là phấn khích luôn với cái tốc độ của nó đạt được ha. 46 km/h. Thắng lại có đèn stop luôn các bạn. Phanh lại là có đèn stop luôn, khi mà bật đèn lên thì cái đèn đằng sau nó bật luôn, thắng lên có đèn stop luôn nha, an toàn hơn khi đi sử dụng. Phanh làm việc rất là tốt nè, mình quay lại nè, thắng nè, đó hiệu quả ha. Thì ngoài tính năng các bạn đi bằng tay ga, tính năng chính là các bạn còn phải đi bằng trợ lực điện mới là đúng tính năng của nó nha, thì các bạn không có bít ga nữa, đạp cái nó xoay thôi, nhẹ nhàng. Phanh kiểu chuẩn quốc tế nằm bên tay phải luôn nha. Phanh bên tay trái của chúng ta là bánh trước. Thì các bạn có thể thấy ha, một cái mẫu xe này nó đáp ứng rất nhiều nhu cầu cho các bạn ha. Thì các bạn có thể dùng cái chiếc xe này nè, đi phố cũng được nè, đi thể thao cũng được nè, đi chơi cũng được nữa. Mà đặc biệt ha, mọi cái phụ tùng tất cả trên xe này
nó ngang bằng với thằng xe NQ luôn nha. Mà hiện tại mà nếu mà các bạn mà sở hữu cái chiếc xe này nè, mà giá của nó có thể là rẻ hơn tới 5 triệu bạc luôn á, hơn 5 triệu bạc luôn á, của thương hiệu NQ á. Vì cái chất lượng của chiếc xe này á, là nó rất là hoàn hảo, cao cấp. Vì sở hữu nhiều thứ rất là hay, bao gồm pin to, công suất lớn, phụ tùng thì cực kỳ là xịn luôn, không có thua kém bất cứ hãng nào nữa. Mà đặc biệt giá thành lại mềm nữa, dễ cho tiếp cận cho mọi người, giống như là các bạn sinh viên, học sinh dùng đi hàng ngày cũng được nè, các cô chú lớn tuổi nè, các bạn nam nữ đang tìm kiếm một cái mẫu xe mà thời trang nha, chất lượng cao ha, dùng đi phố hàng ngày ha, đi địa hình luôn, thì có thể xem thêm về cái mẫu này. Mà đặc biệt cái chiếc này nó lại dễ ngồi lắm. Đây mình cho nó xuống thấp luôn, bạn nào có tầm 1m6 thôi ngồi vô tư luôn nè, thấp sủng à đó, ai cũng ngồi được luôn. Cô bác lớn tuổi á, mà đang kiếm một cái mẫu xe mà đi hàng ngày á, mà sợ đau chân á, ngồi chiếc này vô tư luôn. Dụ gia đình mà chở nhau mà đi chơi á, hai người phà phà luôn, vì công suất quá mạnh, chở lực điện nữa. Mà đặc biệt màu limited nữa, giới hạn luôn. Màu này là rất là ít hàng nha các bạn, thì các bạn hãy nhanh chân mà các bạn gọi điện cho shop mình để sở hữu ngay cái màu này nha. Vì cái màu này nó không có nhiều đâu, một cái màu giới hạn luôn nha. Thì một cái phiên bản Genbu Outlook đặc biệt, không có gì để chê luôn. Nó hội tụ mọi thứ trên tính năng, bao gồm có phanh dĩa nè, có khuột nhúng nè, có giảm sóc giữa nè, gấp gọn luôn ha, đi chơi bỏ lên ô tô luôn. Nhà chung cư mà gửi xe ở dưới á, gỡ nó ra mang pin lên lầu sạc luôn, nhà chật quá thì gấp gọn để qua góc nhà luôn đó. Sở hữu mọi thứ tính năng, dùng để đi lại hàng ngày ha, hoặc là dùng để cày nó hàng ngày thì không có gì để chê nha. Chợ lật điện, tay ga gì là cũng đi được hết ha. Vì nếu mà các bạn mà dùng chiếc xe này, các bạn dùng mà các bạn đi điện không đi, nó có thể giúp cho các bạn đi được 5-60 cây ha. Còn mà đi chợ lật điện thì mình nghĩ là phải 8-90 cây số một lần sạc nha. Sạc thì rất là nhanh, tầm 5-6 giờ thôi nó đầy được cái quả pin này thôi ha. Thì một cái mẫu xe mà rất là chất lượng cao, ai cũng có thể là sử dụng được, dễ sử dụng. Dáng ngồi thì rất là ok ha, ngồi kiểu nào cũng đẹp hết, dùng đi chơi đi làm vậy là cực kỳ là ok ha. Mà giá thành lại mềm hơn các cái thương hiệu lớn như là NQ ha. Vì NQ bây giờ là giá thành nó rất là đắt đỏ, mà sở hữu những cái chiếc mà nó giống như vậy nè, với cái giá thành hợp lý hơn thì rất là khó ha. Thì các bạn có thể xem thêm về cái thương hiệu Genbu Outlook phiên bản mới nhất của nhà Genbu nha. Thì để biết thêm chi tiết á, các bạn nhớ truy cập vào website chợlớnsaigon.vn bên mình ha, để xem thêm về cái thông số của chiếc xe này ha. Thì các bạn nhớ ấn nút thích và nút chia sẻ, nhớ đăng ký kênh và nút chuông kế bên ha, để các bạn luôn cập nhật những video mà shop mình sẽ cập nhật trong thời gian tới cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video review của shop mình. Hẹn gặp lại.